thả lỏng ra xíu. Nhúng nhúng nặng nhẹ dễ sợ. Chà chà, miếng răng mà kêu rộp rộp luôn. Cái răng nhẹ lắm rồi đó. Quậy đó hả anh? Thả đậu qua đây đi, nằm im nha em. Cái đạp chân sẽ nặng được.
bình tinh dầu xả đổ 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 quanh 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 chỗ này giùm chị xíu nè. Đổ quanh quanh chỗ cái giường chị. Dưới giường dưới đồ nữa. Lao vào cũng đau nữa, tội sự. Em ráng đi, mụn này là nhẹ nhất rồi. Chịu không được, chịu đau không được. Chưa đi lần đầu. Đi xuống như này thì chưa ông chịu không nổi. Em thả lỏng đi. Đi đụng nhẹ không đau. Cô đấy á. Nó bị im nha, bụng nó dễ nặng lắm, bụng đè là ra đau đây nè, hay là dễ đó, khó là thôi, thật lắm đấy. Nguyên răng ghê quá, sợ quá. À, từ từ, à, xịt lên cho chị bán, cái gì nặng ở dưới chẳng đỡ đau này, đậu chỗ. Làm im nha. Xí thơ, cố gắng đó. Chị Trần, chưa nặng mà. Làm gì giật mình á. Em giật mình thấy luôn, vừa nữa.
bút là cũng đau, không bút cũng đau nữa. Yeah.